Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Quỳnh Trang. Năm nay mình 13 tuổi, mình học lớp 833, trường trung học cơ sở Tiền An. Mình có sở thích là đọc truyện và xem phim. Ước mơ của mình là trở thành luật sư. Xin được làm quen với tất cả các bạn.